Cali mới có 29 Tết mà quý vị đã nghe tiếng pháo rồi. Không còn phải chờ tới mùng 1, mùng 2 nữa. Từ đây cho tới ngày mùng 3 Tết thì miền Nam Cali thì chúng ta sẽ nghe những tiếng pháo này. Giòn tan, xác pháo và mùi pháo làm cho chúng ta nhớ tới quê hương và nhớ tới Tết ngày.